Cái này khi nào thì truyền máu khối lượng lớn thì có nhiều cái tiêu chí từ nhiều cái hiệp hội đưa ra. Tuy nhiên là ở đây em trình bày một số tiêu chí liên quan đến thứ nhất là điểm ABC score từ 2 điểm trở lên, huyết động không ổn định kéo dài, chảy máu hoạt động cần phẫu thuật cắt mạch, chảy máu trong các khoang chấn thương. Thì cái này từ các tổ chức ACS của truyền máu khối ồ ạt trong hướng dẫn chấn thương. Và khi mà phải kích hoạt cái truyền máu khối lượng lớn thì mình sẽ bắt đầu cái chiến lược kiểm soát tổn thương luôn. Đó là bốn cái mà em trình bày từ đầu, đấy là hạn chế dịch tinh thể, và mình sẽ tập trung là cố gắng lấy máu về càng sớm càng tốt để truyền cho bệnh nhân, hạn chế dịch tinh thể, hạ huyết áp cho phép, truyền các sản phẩm máu phù hợp với cái tỷ lệ phù hợp, thường là một là một huyết tương và hồng cầu là tỷ lệ 1:1 hoặc là 1:2, và cuối cùng là kiểm soát điều chỉnh rối loạn đông máu theo mục tiêu. Tỷ lệ các chế phẩm truyền máu như thế nào thì là phù hợp, thì ở đây có hai nghiên cứu chủ yếu. Những cái nghiên cứu này người ta, bởi vì trong cái môi trường dân sự thì cái tỷ lệ truyền máu khối lượng lớn nó khá là thấp, nên là những cái nghiên cứu này chủ yếu là những cái nghiên cứu trong cái môi trường quân sự, chủ yếu là qua các cuộc chiến ở Iraq và ở Việt Nam, thì người ta cũng đưa ra cái protocol truyền máu, thường là truyền máu với tỷ lệ 1:1 sẽ giảm cái tỷ lệ rồi, như là nó khi mà mình sử dụng sớm huyết tương thì nó sẽ cải thiện được cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương nặng phải truyền máu, vì cái huyết tương tươi của mình nó không, nó có một số lợi ích khác. Đó là thứ nhất là phục hồi cái thể tích lòng mạch, điều chỉnh các rối loạn đông máu, và nó còn một cái mục tiêu quan trọng nữa là sửa chữa các tổn thương nội mạch. Ở đây là cái mô hình mà khi mà bệnh nhân bị sốc mất máu thì nó có tình trạng thiếu oxy tế bào, gây ra các tế bào nó sẽ giãn mạch và ních những cái dịch ra khỏi lòng mạch. Khi mà mình truyền huyết tương tươi thì nó sẽ giảm cái tình trạng viêm và nó tái tạo được cái tế bào nội mô, và nó làm cho các tế bào hồi phục được các tổn thương nội mạch và không tăng cái phủ khoảng kẽ tăng lên. Thứ tư là cái điều chỉnh rối loạn đông máu theo mục tiêu, thì ở đây người ta nêu ra cái vai trò của những cái như test và protein để chỉ ra những cái thiếu sót các thành phần khác nhau của yếu tố đông máu và có thể điều chỉnh đông máu theo mục tiêu. Và việc sử dụng test protein trong các phẫu thuật ghép gan và phẫu thuật ghép tim thì nó đã chứng minh là làm giảm sử dụng các sản phẩm máu kết hợp với sản phẩm máu với kết quả bệnh nhân tương tự hoặc cải thiện. Protein và test nó gần như là được coi là cái thiết bị point of care trong việc điều chỉnh các rối loạn đông máu ở bệnh nhân chấn thương. Thì vai trò của test protein thì ở đây có một cái tổng quan từ 50 năm nghiên cứu hơn 12.000 bệnh nhân, thì test protein sẽ giúp chẩn đoán sớm các rối loạn đông máu vượt trội hơn so với những cái xét nghiệm khác, và có một số nghiên cứu thì sẽ chỉ ra rằng là test protein nó giảm cái nhu cầu truyền máu, và tuy nhiên là rất tiếc là nó không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong, nên là cái bằng chứng về sử dụng test protein vẫn còn khá là hạn chế, cần những cái nghiên cứu RCT thêm. Một cái tổng quan Cochrane khác thì gồm 9 RCT hầu hết trong các phẫu thuật tim, so sánh việc truyền máu được hướng dẫn bởi test protein so với truyền máu được hướng dẫn bởi đánh giá lâm sàng, thì người ta cho thấy là test protein giảm được lượng máu mất trung bình là 85 ml, nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong. Một nghiên cứu RCT khác thì cho thấy được sử dụng chiến lược truyền máu khối lượng lớn kết hợp với test hướng dẫn truyền máu thì cải thiện được cái tỷ lệ sống sót so với cái chiến lược truyền máu khối lượng lớn kết hợp với các đông máu thông thường. Tuy nhiên là nghiên cứu cỡ mẫu khá là nhỏ thôi. Cái này em cũng vừa cập nhật thêm về sau 10 năm người ta mới đưa ra thôi, cái này cũng khoảng sau 10 năm thay đổi cái chiến lược từ phẫu thuật kiểm soát tổn thương sang hồi sức kiểm soát tổn thương, thì một cái nghiên cứu hồi cứu cho thấy ở hơn 1.000 bệnh nhân cho thấy khi mà thay đổi cái chiến lược này nó đã giảm vong tới 45% xuống 27%, lượng hồng cầu khối trung bình phải truyền giảm từ 12 xuống 4 đơn vị,
và tử vong 24 giờ giảm một nửa từ 33 đến 16%, và chủ yếu là cái tử vong trong giai đoạn đầu từ 3 đến 24 giờ. Đây là một cái khá là mới của guideline của châu Âu về mới phát hành mùng 1 tháng 3 năm năm nay về quản lý mất máu lớn và rối loạn đông máu sau chấn thương, ấn bản lần thứ 6 của họ, thì bao gồm 39 khuyến cáo thực hành lâm sàng làm giảm cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương có mất máu nặng. Em cũng chưa đọc kỹ được hết các hướng dẫn này, tuy nhiên là em có đưa một số cái recommend của họ. Thứ nhất là về mục tiêu huyết áp là bao nhiêu, thì người ta sử dụng trong cái giai đoạn cấp thì người ta khuyến cáo sử dụng hạn chế cái dịch tinh thể với mục tiêu huyết áp tâm thu chỉ 80-90 mm thủy ngân, trung bình từ 50-60 mm thủy ngân cho đến khi nguồn chảy máu được kiểm soát, và khuyến cáo mức độ 1B, nghĩa là khuyến cáo mạnh và bằng chứng trung bình. Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não và đang trong dưới 8 điểm thì họ khuyến cáo sử dụng huyết áp trung bình trên 80 mm thủy ngân, khuyến cáo mức độ 1C. Với những bệnh nhân cần cần truyền máu thì cần truyền hồng cầu khối thì người ta khuyến cáo dựa trên cái hemoglobin trung bình chỉ 70 đến 90 thôi, nghĩa là cái chiến lược truyền máu hạn chế, khuyến cáo mức độ 1C. Và khi người ta cũng khuyên mình sử dụng hồi sức, sử dụng cái chiến rối loạn đông máu theo theo hướng dẫn điều chỉnh rối loạn đông máu theo mục tiêu, dựa vào test và Zotem, mà chủ yếu là dựa vào cái Zotem. Ở những quản lý ban đầu trong sốc mất máu thì người ta đưa ra hai chiến lược, có thể là truyền truyền máu và truyền hồng cầu khối ít nhất với cái tỷ lệ là 1:2, và truyền hồng cầu khối và truyền huyết tươi đông lạnh ít nhất với tỷ lệ 1:2 hoặc là 1:1 ở những bệnh nhân gợi. Và thêm vào đó họ gợi ý sử dụng tiểu cầu trên hồng cầu khối. Cái này chưa đọc. Cái phần 3 này thì em xin phép có thể là trình bày phần khác, đấy là em nói qua về các xét nghiệm đông máu cũng như là vai trò của Rutem, thì nó cũng khá là dài. Đến phần kết luận, thứ nhất là sốt xuất huyết là cái sốt mất máu là nguyên nhân tử vong hàng đầu và xảy ra rất là nhanh từ 2 đến 3 giờ sau khi xuất hiện và có thể ngăn chặn được nếu như mình có một cái chiến lược phù hợp, dự đoán và kích hoạt sớm cái chiến lược truyền máu khối lượng lớn thì có thể cải thiện được cái kết quả cho bệnh nhân xuất huyết. Và mình cân nhắc sử dụng các chế phẩm máu theo tỷ lệ trong cái trường hợp chưa có máu thì hồi sức dịch tinh thể hạn chế đủ để duy trì tưới máu cơ quan, truyền nhiều dịch sẽ làm loãng các yếu tố đông máu của nền mô toan chuyển hóa rối loạn chức năng nhiều cơ quan và điều chỉnh rối loạn đông máu theo mục tiêu khi mà có thể. Em xin hết ạ. Về nghe thấy thú vị không? Rồi, thì tôi thấy rất là cách lựa chọn vấn đề là cũng khá là tốt, bởi vì là sốc mất máu cũng là một cái sốc thường gặp ở trong chấn thương, và trong bối cảnh Việt Nam mình thì cái tỷ lệ chấn thương thương tích do tai nạn vẫn cao, và cũng cần phải có một số những update để mình xử lý cho nó đúng. Thì trong cái sốc mất máu ấy, thì đúng là hai cái vấn đề quan trọng nhất là huyết áp, lưu lượng tim và hemoglobin đều giảm, và dẫn đến cái câu chuyện là cái tưới máu tổ chức cũng giảm theo và giảm rất là nhanh. Kể cả những cái cơ quan mà có hệ số chiết xuất lớn thì cũng vẫn và cũng vẫn rất là nhanh chóng trở nên thiếu thiếu oxy và dẫn đến chuyển hóa yếm khí. Và cái này thì nó rất logic với vấn đề thứ hai là liên quan đến rối loạn đông máu, chuyển hóa yếm khí, thiếu oxy tổ chức thì lại dẫn đến làm cho ức chế quá trình đông máu và làm tăng chảy máu thêm, đã mất máu rồi lại còn tăng chảy máu thêm, cộng thêm với 3-4 cái cơ chế nữa, ví dụ như là giảm tiểu cầu rồi tổn thương cái nội mô rồi tiêu sợi huyết, cộng thêm với lại ba cái cơ chế nữa liên quan đến các cái phần vấn đề về điều trị,
ví dụ như hạ thân nhiệt, như là toan chuyển hóa, như pha loãng dịch bằng cái dịch tinh thể. Nên chính vì thế mà bệnh nhân đã sốc mất máu rồi, do vỡ tạng rồi, nhưng lại kèm theo mấy cái chảy máu, cái rối loạn đông máu theo cái hướng tăng cái chảy máu vào cái lúc đó, và vừa mất máu lại vừa tăng cái chảy máu nữa, thì làm cho cái câu chuyện về 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 cung cấp oxy tổ chức nó càng nặng nề thêm. Và hôm nay thì cũng có một cái chiến lược rất là quan trọng liên quan đến cái việc điều trị, gọi là cái kiểm soát cái tổn thương mà bằng hồi sức và kiểm soát tổn thương bằng phẫu thuật, đúng không? Đấy. Trong đó có mấy cái chiến lược, ví dụ như là hạn chế dịch tinh thể, rồi là huyết áp thấp cho phép, rồi là điều chỉnh cái điều trị cái chuyển máu liên quan đến cái chuyển máu mất máu lớn, và cộng thêm với cái câu chuyện về 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 điều chỉnh cái rối loạn đông máu theo đích. Ba cái chiến lược như vậy, toàn là những thông tin tốt cả, khá là quan trọng. Nhưng mà thực tế thì mình cũng khó làm vậy, đúng không? Không thể nào mà có được một cái xét nghiệm đông máu ngay, cũng không thể có được một cái lượng máu mà lại cả máu và hồng cầu khối, cả plasma, rồi cả tiểu cầu tỷ lệ 1:1 ngay được. Cho nên cái câu chuyện về điều trị về dịch bằng dịch tinh thể, dịch keo vẫn là cái điều trị đầu tiên. Thì bọn tôi nội trú thì các thầy vẫn dạy là cái ông Schumacher ấy, một cái ông mà hồi sức hàng đầu của Pháp ấy, nói rằng là cái việc hồi sức rất đơn giản, thì bằng cái việc mà làm sao nâng huyết áp lên, kiểm soát cái huyết áp cho nó tốt. Nhưng rồi đây với cái chiến lược này, đúng không, sau 10 năm thấy rằng là cái việc mà nâng huyết áp lên tốt, lên cao quá, kiểm soát huyết áp tốt quá thì chết nhiều hơn, nên là chấp nhận một cái huyết áp thấp tương đối. Tất nhiên là trên đối tượng bệnh nhân mà có sọ não chẳng hạn thì cái câu chuyện về con số nó cũng phải khác đi. Và bạn Danh cũng update một số những cái mới liên quan đến cái khuyến cáo của hội hồi sức của châu Âu liên quan đến con số về huyết áp, thời gian hạ huyết áp cho phép là bao nhiêu, truyền máu giữ hemoglobin như thế nào, mà cái thông tin rất là tốt. Thầy Thắng có trên nhóm thầy Thắng nhỉ? Chắc không có. Chào thầy Minh. Vâng ạ. Cảm ơn thầy hướng dẫn cho bác sĩ đội chú dành những cái thông tin rất là quan trọng. Có bổ sung thêm gì không ạ? Chào thầy Minh và chào các bạn nội trú. Thực ra hôm nay tôi thấy là cái phạm vi mở rộng cái tham gia cái buổi này là cũng đã gia tăng rồi. Hiện nay là có 41. Thế tuy nhiên thì về mặt tổ chức thì như là thống nhất thì chắc là lần tới thì đề nghị là chúng ta mở cho toàn bộ cao học chuyên khoa 2 rồi tiến sĩ là cái cỡ cái mức là có thể trao đổi. Còn các bạn là đối tượng khác thì ta mở cái mức là theo dõi. Và các bạn cũng được phải được thông báo trước cái nội quy, tức là đừng có làm ồn thêm trong cái lúc mà đang trình bày. Thế thì cái này thì chắc là chỗ tổ chức chúng ta sẽ kiểm soát lại cái chỗ đó. Vâng Còn ạ. về cái nội này thì báo cáo thầy Minh thì bạn Danh thì trước tôi cũng đã hướng dẫn cho một cái sinh hoạt ở tại trung tâm về các cái rối loạn đông máu ở trong cái mê hồi sức. Thì hôm nay bạn ấy tiếp một cái tiếp cận cũng là vấn đề sốc và mất máu, và bên cạnh đấy là chỉ ra một cái hướng nữa là cái chính sách cái chiến lược kiểm soát tổn thương trong chấn thương. Thế thì thực ra chúng ta đều biết thì thầy Minh cũng đã có những cái tóm tắt cái nội dung chính rồi. Ở đây thì nếu mà chúng ta làm ở hồi sức chấn thương nhiều thì chúng ta sẽ thấy là có những cái bệnh nhân thì cái việc điều trị đồng thời một cách triệt để các cái nguyên nhân nó sẽ không dễ dàng hoặc là không thể sẵn có ngay được. Thế thành ra là cái việc phối hợp giữa phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê trong cái giai đoạn cấp của bệnh nhân là rất quan trọng. Ở đây thì có một số vấn đề có lẽ là gợi ý thêm để cho chúng ta có thể bàn luận. Tôi thấy có một số vấn đề có lẽ Danh tí nữa sẽ nói, ví dụ như là vừa rồi cũng đã nói là từ cái loại dịch truyền rồi là máu rồi tất cả các cái cách tiếp cận, thì tôi đặt vấn đề như này. Thứ nhất là cái mức huyết áp ấy thì cũng chưa rõ, có lẽ cái này còn phụ thuộc vào cái loại tổn thương ở vị trí nào, rồi tổn thương mạch máu hay tổn thương các tạng đặc. Đấy, nhưng tuy nhiên thì cái nhóm mà tôi cũng quan tâm ấy, tức là cái người mà cái mức huyết áp bình thường của người ta nó đã cao rồi, thì bây giờ trong cái kiểm soát tổn thương này chúng ta phải lưu ý, bởi vì những cái liên quan đến tưới máu não, tưới máu thận
nếu chúng ta không 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 để ý đến những yếu tố này thì có thể là cái chiến lược của chúng ta lại làm khó chúng ta ở cái giai đoạn hồi sức sau khi nó có tổn thương thêm các cái cơ quan kia. Thì tuy nhiên cũng khó là nếu không kiểm soát thì máu lại tiếp tục chảy, nên thành ra câu hỏi tiếp theo là cái thời gian, cái thời điểm để phát động cái chiến lược này, tức là thực hiện cái chiến lược này là thực ra thì người ta đề cập đến cả trước bệnh viện, tại bệnh viện, rồi là trong mổ, rồi sau mổ nữa. Thì ở mỗi một cái giai đoạn thì cái chiến lược nó có thể thay đổi. Đấy, thì cái đó thì nếu mà sâu hơn thì bạn Danh cũng có thể phải tiếp cận, hoặc sau này mình cứ tiếp tục có những cái bài theo cái hướng đó. Cái thứ hai là cái thời gian cho phép mà để mà thực hiện cái chiến lược này nó là bao lâu với những cái tổn thương, với những bệnh nhân cụ thể. Chứ nếu mà không, nếu ngay cả sau mổ kiểm soát tổn thương, bây giờ làm cái can thiệp tối thiểu trong phẫu thuật xong rồi đưa về phòng hồi sức dịch rồi đông máu rồi tất cả các thứ. Đấy, tuy nhiên là cái thời gian đấy thì có lẽ là tiếp tiếp diễn trong bao lâu rồi như thế nào thì cũng là một cái vấn đề. Và một cái điểm nữa thì nó liên quan đến cái chỉ định. Thực ra thì cái chỉ định thì không phải lúc nào dễ dàng, cho nên là tôi cũng khi bạn Giang nói thì tôi cũng tìm hiểu, thì tôi thấy là có một cái hướng mà người ta nghiên cứu ở góc độ là đưa ra một cái bảng điểm để làm sao xác định được cái bệnh nhân nào là cái bệnh nhân mà có lợi. Đấy, là tiên lượng được cái nhóm bệnh nhân có lợi khi áp dụng cái chiến lược kiểm soát tổn thương này. Thì có một cái nghiên cứu mới gần đây, chắc là 2019 của cái nhóm tác giả Nhật ấy. Họ đưa ra mấy cái yếu tố, cái này là nó có cái gọi là điểm decide score đấy. Thì nó dựa vào mấy cái chỉ số điểm Glasgow, nhiệt độ cơ thể và cái tổn thương là kín hay là hở. Tức là cái tổn thương xuyên hay là tổn thương kín. Thì dựa vào cái đó người ta sẽ cho điểm. Và nếu mà cái điểm trên 5 ấy, thì người ta thấy là cái việc áp dụng cái chiến lược đó với những cái nhóm bệnh nhân đấy là thường mang lại cái lợi ích nhiều hơn. Đấy, với cái độ nhạy, độ đặc hiệu là khoảng trên 70%. Rốc cớp các thứ là cũng tương đối ổn. Tức là cái nhóm tác giả đấy là khuyến cáo là nên coi đây là một cái tham khảo để tiếp tục có nghiên cứu thêm. Thì đấy cũng là một cái gợi mở. Cái nữa là trong cái kiểm soát tổn thương này, thì cái vai trò của cái can thiệp, thực ra là mình cũng chỉ duy trì bệnh nhân hoặc là trong một cái giai đoạn thôi. Còn cái thời điểm để mà cái can thiệp triệt để nó là khi nào, lúc nào, thì đối với một số loại phẫu thuật người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo rất cụ thể đấy. Khi nào thì chấm dứt, đến cái ngưỡng nào thì chấm dứt, đặc biệt là gan. Thì cái này Danh tìm hiểu thì có thể cho thêm, hoặc là các thầy cô, các bạn ấy, trong quá trình thực hành mình có thể comment thêm cái này. Tóm lại thì tôi thấy đây là một cái chiến lược mà đối với một bác sĩ gây mê hồi sức thì chúng ta phải nắm rõ và biết cái áp dụng ở bệnh nhân nào và áp dụng như thế nào. Thì cái đấy cũng là một cái rất là cần thiết. Cũng rất là hoan nghênh bác sĩ Danh đã có một cái trình bày tôi cho là tương đối hợp lý, tương đối có chuẩn bị rất là tốt. Hy vọng là các bạn nội chú sau cũng có những cái trình bày nó vừa chuyên sâu, nhưng mà nói như thầy Minh ấy, nó là phải có tính chất áp dụng rộng rãi trước đã. Mình chọn những cái chủ đề mà nó có thể cứu được, nó có lợi được cho nhiều bệnh nhân trước khi mà chúng ta đi với những cái chủ đề nó hẹp hơn hoặc nó hiếm gặp hơn. Và xin hết thầy Minh. Vâng ạ, cảm ơn thầy Thắng. Thì rõ ràng là đứng trước một bệnh nhân sốc mất máu, thì ngoài cái công việc mà mình kiểm soát những cái chiến lược như vừa rồi, thì có lẽ là cái phẫu thuật cũng là cái quan trọng, đúng không? Ta cũng nói rằng là cũng không thể nào mà truyền dịch, truyền máu mạnh mẽ trước khi mà cầm được máu. Mà cầm được máu thì phải là phẫu thuật viên. Chứ không thể nào mà mình chủ động được. Những cái vết thương mà cắt cụt tự nhiên có thể bị garo, nhưng những vết thương mà vỡ gan, vỡ lách chẳng hạn, vỡ tử cung thì không thể nào mà xử lý được nếu như không có ngoại khoa. Thì cái câu chuyện vẫn là cái sự phối hợp. Có mấy câu hỏi mà thầy Thắng vừa đặt cho em ấy, em có thể trả lời được không? Ví dụ là thời điểm phát động cái chiến lược mà như này, là thời gian cho phép áp dụng như nào, khi nào thì dừng lại. Câu hỏi cũng khá là vĩ mô. Câu này thì thực ra là em có thể là chưa trả lời được đầy đủ. Tuy nhiên là rất tiếc là em chuẩn bị bài này nhưng mà em chưa kịp đọc được cái guideline mới của châu Âu. Tuy nhiên là em cũng đọc qua và thấy nó có rất là nhiều những cái khuyến cáo khá là đầy đủ. Về thứ nhất là cái này nó về là mất máu lớn và rối loạn đông máu sau chấn thương. Nó còn khuyến cáo là thời điểm nào thì nó khuyến cáo cả về truyền máu trước bệnh viện,
trong trong bệnh viện và trong mổ cũng như sau mổ, khuyến cáo về thời điểm chụp CT, khi nào thì chụp CT, và có những cái thang điểm của nó, chụp CT toàn thân như thế nào, và cũng như một số khuyến cáo liên quan đến thời điểm nào thì cần phải can thiệp cấp cứu là tốt nhất. Thì trong cái khuyến cáo này thì em không đưa vào, còn chưa đọc hết cũng như chưa đưa được vào đây. Tuy nhiên là nó cũng cũng đưa ra được một số khuyến cáo khá là tốt hơn so với so với trước đây. Đấy là liên quan đến huyết áp, thì mục tiêu người ta cũng cũng đưa ra đấy là huyết áp tâm thu từ 80 đến 90, và trung bình từ 50 đến 60. Tuy nhiên là cái này, cái nghiên cứu của họ thì họ loại trừ những cái bệnh nhân mà có tiền sử tăng huyết áp, hoặc loại trừ có chấn thương sọ não, nên là cái đích này ở những cái người khỏe mạnh bình thường sau một cái chấn thương lớn gây sốc mất máu thôi, chứ còn những bệnh nhân mà có tiền sử tăng huyết áp thì người ta đã loại bỏ khỏi nghiên cứu luôn rồi. Và cái chiến lược hồi sức dịch thì cũng tương cũng như vậy, người ta hồi sức chủ yếu bằng cái dịch tinh thể thôi, với cái mục tiêu huyết áp như trên. Còn thầy có câu hỏi về về khi nào thì hồi sức, khi nào thì cái đấy thì chắc là em sẽ phải tìm thêm, chưa đọc được về cái đấy, nhưng mà cái hướng dẫn này của họ thì khá là đầy đủ, em thấy đọc đọc qua là rất là đầy đủ về, về từ tiếp cận ban đầu đến hồi sức ban đầu đến cái chiến lược trong quá trình phẫu thuật cũng như là sau phẫu thuật. Thì có thể là em sẽ đọc thêm có một buổi khác tóm tắt về cái khuyến cáo của họ, mọi người có thể về tự tìm hiểu tự đọc. Đây một cái khuyến cáo châu Âu khá lớn và cũng mới update gần đây thôi, có mấy ngày rồi. rồi Để em xin hết. tôi quan tâm đến một cái điểm liên quan đến cái việc mà truyền dịch tinh thể. Thế thì bạn vừa nói rằng là cái số lượng dịch tinh thể không quá 3 lít trong 6 tiếng đúng không? Thế thì tinh thể thì nó lại có khá nhiều loại, có loại thì cân bằng, có loại thì tinh thể không cân bằng. Thế thì nếu như mà mình dùng với dịch tinh thể không cân bằng, ví dụ như là muối sinh lý chẳng hạn, thì đây là một cái dịch mà không không tốt lắm, và nó gây ra một số những cái bất thường, mà tức là cái hậu quả, ví dụ nó toan huyết tăng clo, và người ta khuyến cáo rằng là dùng cái dịch tinh thể cân bằng. Nhưng mà cân bằng thì nó lại có thêm kali đúng không, trong đấy có kali, mà bệnh nhân mà sốc mất máu thì cũng chưa loại trừ được những cái tổn thương có thể dẫn đến suy thận, hoặc là những cái tổn thương do đụng dập siêu cơ, hội chứng vùi lấp chẳng hạn. Thế thì cái câu chuyện về về lựa chọn cái dịch tinh thể như vậy thì như nào, tôi thấy chưa rõ ràng chỗ này. Cái dịch tinh thể thì người ta truyền dịch với cái chiến lược hạn chế ở đây là em cũng vừa đưa ra một cái nghiên cứu của họ thì nghiên cứu từ cũng khoảng hơn 10 nghiên cứu, trong đó cái mức độ bằng chứng từ system review RCT đến những cái nghiên cứu quan sát case control thì họ cũng đưa, nó cũng có những cái bằng chứng như thế này. Những cái nghiên cứu lớn thì nó vẫn còn rất là nhiều tranh cãi, cái nghiên cứu mức độ nhỏ hơn thì cái thì ủng hộ, cái thì không ủng hộ. Tuy nhiên là người ta tổng quan từ tất cả này thì người ta đưa ra một cái chiến lược của họ là cái thể tích như thế kia, đấy là 3 lít trên 6 giờ. Tuy nhiên là cái này thì chắc là cũng chưa, sẽ còn phải nghiên cứu thêm để cái thể tích như thế nào là phù hợp. Còn một câu hỏi nữa đấy là lựa chọn dịch gì, thì dịch tinh sẵn là rẻ tiền, cái tinh thể cân bằng đấy nó có chứa kali. Tuy nhiên là em đọc cũng một số nghiên cứu về về dịch ví dụ như so sánh danh gen lactate với natri clorua 9 phần nghìn, thì ở bệnh nhân suy thận thì thực ra cái 5 minimon kali trong cái danh gen lactate nó không làm tăng cái tỷ lệ suy thận so với cái natri clorua 9 phần nghìn, thậm chí là nó còn giảm tỷ lệ suy thận hơn, nên là mình có thể yên tâm dùng danh gen lactate hơn so với muối 9 phần nghìn nếu như bệnh nhân không có chấn thương sọ não. Còn cái dịch keo trong cái hồi sức thì nó chia thành hai cái trường phái. Thứ nhất là những bác sĩ mà thiên về sinh lý bệnh thì người ta cho rằng là cái dịch keo nó sẽ đạt được cái mục tiêu thể tích ít hơn và nó giảm cái thoát dịch ra ngoài lòng mạch hơn, và mình sẽ hồi sức với cái thể tích nhỏ hơn. Tuy nhiên là những cái nhà lâm sàng mà thiên về cái evidence based hơn thì người ta nói là
dịch keo so với cái dịch tinh thể thì cái kết cục cuối cùng là không cải thiện tỷ lệ tử vong và nó chỉ làm tăng chi phí thôi. Thì những cái nhà lâm sàng mà thiên về về evidence hơn thì người ta lại thích dùng tinh thể hơn. Nên là em đọc một câu rất hay trong cái trong cái một quyển sách thì người ta nói là khi mà những cái mà người ta tranh cãi nhiều như này thì có thể là cái đáp án nó nằm ở đâu đó ở giữa, nghĩa là mình sẽ dùng cả dịch keo cả tinh tinh, tinh thể phối hợp. Còn đối với cái nếu hồi sức bằng albumin ở bệnh nhân chấn thương sọ não thì qua nghiên cứu xếp thì người ta cho thấy là chống chỉ định luôn, bởi vì nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong. Còn một số dịch khác thì nó gây tăng suy thận. Tuy nhiên là với dịch tinh thể cân bằng so với mỗi 9/1000 ở bệnh nhân có suy thận hoặc là rối loạn chức năng thận thì tôi nghĩ là cái natri cái dịch tinh thể cân bằng nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, có khá nhiều cái tài liệu người ta có viết rằng là dịch tinh thể mà nếu mà truyền đủ lượng thì cái giá trị của nó về mặt hồi sức cũng giống dịch keo, đấy là nó còn rẻ tiền hơn, thậm chí nó còn có giảm được một số những bất lợi, ví dụ như là suy thận, rối loạn đông máu, ví dụ như là có những cái phản vệ. Tinh thể là ít phản vệ hơn đúng không? Nhưng mà rõ ràng thì dịch keo thì nó có ưu điểm rất là nhanh, là nhìn rõ là truyền bao nhiêu thì được bấy nhiêu, truyền máu máu mất một thì truyền một, và cái thời gian bán thải của dịch keo cũng khá là dài, cũng đủ để cho mình có thời gian làm việc khác. Bán thải của dịch keo từ 3 đến 5 tiếng, cho nên là bây giờ nếu mà hồi sức của dịch keo như bạn nói thì cũng có lẽ là cái tỷ lệ 1:1 cũng là phù hợp, một tinh thể một keo, chứ mình cũng không tập trung quá vào dịch tinh thể, vì mình nếu mà mình để nâng huyết áp lên bằng tinh thể thì nó rất cần khá nhiều thời gian và cái lượng dịch truyền cũng phải đủ lớn, vì 3/4 dịch tinh thể nó ra ngoài, còn lại 1/4 thôi, mất 1 lít máu, tinh thể thì mới đủ mà truyền nhanh, mà số lượng nhiều như vậy. Như bạn vừa có một cái nghiên cứu thấy rằng là đóng bụng không nổi nó phù hết cả cái tổ chức kẽ lên, chưa kể còn phù phổi nữa, phổi là đang có tổn thương liên quan đến truyền máu các thứ nữa thì lại càng càng bất lợi, cho nên là rõ ràng là cái phối hợp cả hai dịch thì cũng là tốt. Nhưng bây giờ nó có một cái dịch gọi là dịch keo cân bằng, các bạn nghe keo cân bằng chưa? Zelo Zelo Plasma, nó cũng có đầy đủ các cái thành phần giống như là Zelofusin, nhưng mà nó cân bằng hơn về các cái vấn đề về áp lực thẩm thấu và cái kiểm toan. Vừa rồi cũng có một số công ty của Kabi cũng giới thiệu cái sản phẩm này Zelo Plasma keo cân bằng, có tốt. Nhưng mà có vẻ như là cái keo cân bằng đấy lại nó lại có cái thành phần của kali clorua cũng khá là cao, cho nên là cũng làm cái yếu tố bất lợi khi mà bệnh nhân mà có vấn đề về tiêu gọi là tiêu cơ vân hoặc là hội chứng vùi lấp hoặc là có cái vấn đề về suy thận. Rồi cũng liên quan đến các cái vấn đề về truyền các cái máu và chế phẩm của máu ấy, thì bạn vừa nói là cái nghiên cứu cái khuyến cáo của châu Âu là tỷ lệ 1:2 hoặc là 1:1 đúng không, cơ một hồng cầu khối và một plasma, thì đúng là trong lâm sàng thì mình vẫn hay dùng kiểu như vậy, thì cái hồng cầu vẫn là cái ưu tiên đầu tiên vì nó vừa làm tăng cái hemoglobin lại vừa làm tăng độ nhớt của máu và làm tăng cái huyết áp, nó làm cái sức cảm nó tăng lên, nó tăng huyết áp nhanh hơn và nó cần hơn, rồi sau đó thì mới đến 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 plasma, vừa để làm sửa chữa hàn gắn những cái mao mạch có tổn thương, cộng thêm nó cung cấp thêm các cái yếu protein cũng làm cho đỡ thoát dịch, rồi sau đó thì mới đến tiểu cầu. Trong cái khuyến cáo thì cũng là 1:1:1 đúng không, là 1:2 thì cũng là thật mà nói trong thực hành mà nói thì cũng khó mà truyền được tiểu cầu ngay, trừ khi mình làm hết tất cả mọi việc, kể cả về hồi sức, cả về mổ phẫu thuật, đến mức độ đến đoạn sau mình mới thử cái công thức máu, nếu mà thấy tiểu cầu nó thấp quá lúc đó mới order tiểu cầu không 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 ngay. Nhưng mà theo khuyến cáo này thì họ ba thứ họ truyền luôn, bởi vì trong cái cơ chế của rối loạn đông máu thì nó có một cái phần là giảm chức năng của tiểu cầu, và cái đấy là cái mà làm cho cái đinh cầm máu nó không còn bền vững và dễ bị chảy máu thêm ở những cái chỗ mà tổn thương, đấy cũng là cái mà cần phải 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 quan tâm.
xin bổ sung đấy, cái truyền máu tỷ lệ 1:1:1 đấy thì chúng ta nó là một hồng cầu khối, một huyết tương tươi và mỗi 6 đơn vị hồng cầu khối mới chuyển một đơn vị tiểu cầu. Tuy nhiên là một đơn vị ở đây là bao nhiêu minute thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà mỗi trung tâm họ lại đưa một cái thể tích khác nhau, nên là em không biết là 1:1 ở đây là 400 minute hồng cầu khối trên 200 minute huyết tương tươi là 1:1, hay là 350 minute hồng cầu khối trên 150 minute huyết tương tươi là tỷ lệ 1:1. Nhưng một ở đây là một đơn vị và mỗi 6 đơn vị hồng cầu khối là một tiểu cầu, chứ còn em chưa tìm hiểu được là chính xác là bao nhiêu. Những các nghiên cứu họ mỗi trung tâm họ lại có cái đơn vị máu khác nhau và họ lại truyền tỷ lệ vẫn là tỷ lệ đơn vị như vậy, nhưng mà thể tích thì nó lại không giống nhau, cũng khá là Chắc khó. cũng phải tìm hiểu thêm. Được biết không? Này thì chưa nắm được. Thường thì cái này mình phải để ý là cái 250, 350 hay là 450 nó không phải là thể tích hồng cầu khối, mà nó là thể tích máu toàn phần. Đấy. Thế thì người ta sẽ Không, 1:1:1 đấy là một hồng cầu khối, một vâng, nhưng mà tức một là cái đơn vị đấy cái số tức là xuống một cái mililit ạ. túi, một À cái túi đấy nó là một cái túi hồng cầu khối được chiết ra đơn vị nó từ nằm ở đơn vị 250 hoặc 350 hoặc về mặt thể tích nó sẽ như 450 ml nhau. máu toàn phần. Ừ. Như vậy thì cái mình có thể hiểu nôm na là cái nồng độ và thể tích hemoglobin thì nó cũng sửa xem nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Thế còn cái nữa là tiểu cầu thì mình phải phân biệt được là tiểu cầu phun hay là tiểu cầu máy. Phun thì nó là từ nhiều người cho, thông thường là 4 đến 6 người. Còn tiểu cầu máy là tiểu cầu gạ tách thì từ một ông. Thì thể tích của cái thằng phun ấy, nó sẽ lớn hơn thể tích của cái thằng máy. Nhưng mà chất lượng Của và máy sẽ cái nhiều nguy hơn. cơ gây phản vệ của cái thằng phun thì nó lại thấp hơn. Đấy. Cho nên là khi mà chỉ định chuyển tiểu cầu ấy, thì mình phải để ý xem là kho máu là họ có cái gì. Thế khi mà có phun hay là có tiểu cầu máy thì mình phải ở trong phân tràng hay dùng. Các bác sĩ cứu các khóa xem có ai có câu hỏi gì không? Dạ đã từng rồi xin mời. Ngoài ra mình có phân biệt cả với nhân là cái loại máu do chấn thương này một cái DIC sớm đó, chúng ta tạo bệnh nhân mà cái sốc chấn thương nặng này thì mình phân biệt như nào và chiến lược nó có gì nào không? Thực ra là cái này nó cũng viết tắt là TAC, và gần như là DAC, cái TAC này em đọc nó bao gồm luôn cái DAC luôn, nhưng mà cho mà nó cũng vẫn là một cái rối loạn đông máu sau chấn thương và nó sẽ bao gồm luôn, Tức là còn còn to rộng rộng hơn hơn đúng đúng không? Vâng. Cái chiến lược tức là cái này bao gồm luôn. Vâng, nó bao gồm luôn. Bởi vì bản chất của cái DAC cũng là hoạt hóa đông máu ở chỗ khác, sau đó là nó rối loạn đông máu trong máu, thì cái này cũng là hoạt hóa nhưng mà nó còn rối loạn kinh khủng hơn. Đúng là hôm nay đúng là có cái phần nữa là cái phần mà Roten, tức là cái thăm dò về đông máu mà nó sâu hơn, cho kết quả nhanh hơn và nó gợi ý cho mình cái việc điều chỉnh cái đông máu chính xác theo đích. Nếu mà có cái Roten như vậy thì mình truyền cái gì, lúc khi nào thì truyền yếu tố 8 đúng không, yếu tố mấy, năm hoạt hóa gì đó, khi nào thì dùng cryo, khi nào thì dùng tiểu cầu, khi nào để bổ sung lên plasma, thì nó bài này nó khá là nhiều thông tin như vậy. Thành ra cái phần Roten tôi muốn để sau, chắc là có một nội chú đã từng làm với Roten rồi, chất nhân hình như là ghép gan thì phải đúng không? Thế để hôm nào thì có cái phần đấy nó chuyên sâu, vì Roten tôi đọc tôi thấy rất khó hiểu, quá phức tạp, thì biết rằng là nó cũng có đưa ra một vài những cái thông tin và từ thông tin đó có thể quyết định được là mình nên xử trí tiếp theo như nào. Bởi vì như cơ chế mà loạn đông máu sau 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 chấn thương TIC nó có bốn cơ chế rồi đúng không, nó vừa giảm tiểu cầu đấy, vừa tiêu sợi huyết, rồi là tổn thương cái nội mô mao mạch, rồi là ức chế cái quá trình đông máu, tức là nó làm tăng chảy máu đấy,
Nên ra là với những cái diễn biến từng giai đoạn như Lộc nói, nó cũng khá nhiều cái giai đoạn sớm, giai đoạn muộn, thì cái rối loạn nó có gì là cái nổi trội, lúc đó mình mới quyết định được là mình truyền cái gì trong thời điểm đó cho nó phù hợp. Không có thì nếu không chỉ có truyền chung chung thôi, cứ plasma tươi rồi là tiểu cầu thôi, nhưng mà có khi nó lại thừa, có khi nó không đủ. Còn chỉ là lúc đấy bạn Văn nó nói là trong một cái slide nó nói là anh Nguyên chúng chỉ định ở một cái chuyên gia đấy. Thì bạn này nói rõ thêm cáo nào hay chuyện nào có rõ ràng nghe chưa anh? Cái đấy thì thực ra là nó có một cái nghiên cứu rất lớn, đó là nghiên cứu xếp về chống chỉ định người ta dùng albumin, hồi sức albumin với hồi sức dịch gì đó. Mình không đọc kỹ nhưng mà rất rất nhiều những bài báo hoặc là những cái tổng quan của các tác giả lớn, người ta tổng quan về dịch truyền, người ta đều nói đến cái vấn đề này, đó là chống chỉ định albumin cho bệnh nhân chấn thương sọ não. Nhưng mà thực sự là chống chỉ định là hạn chế. Chống chỉ định trong giai đoạn hồi sức. Trong giai đoạn hồi sức thôi. Là chỉ truyền albumin 40%, với cả một nhóm bệnh nhân mà dùng 0,9 ấy, là hai cái nhóm nó hoàn toàn khác nhau, còn mình thường mình bù theo cái bù theo nguyên thì đúng rồi. Nhưng mà đây là đang nói giai đoạn hồi sức ban đầu thôi. Cái nghiên cứu đấy chắc là cũng theo giai đoạn hồi sức ban đầu. Còn giai đoạn sau của thầy chị em cũng chưa rõ. Tức là một cái thời gian chung là albumin so với tinh thể thì không làm cải thiện tỷ lệ không làm tử vong hay tử vong không khác biệt thôi. Cái đấy thì nó vẫn như rất nhiều nhóm, và nhóm Chelsea thì nó nói là nó không có sự khác biệt giữa nhóm albumin với cả nhóm Cali và nhóm tinh thần. Nhưng mà ở cái nhóm chứng minh phần não thì nói là bệnh nhân hồi sức và albumin 4% thì làm tăng tỷ lệ tử vong hơn. Nên là ở nhóm phần não thì mình cân nhắc là hạn chế, không đến mức là chống chỉ định. Mà cái dữ liệu thực hiện nó không giống như mình làm. Tức là họ cho bệnh nhân mặc định là cái chuyện là albumin 4% luôn, không phải là nhưng họ không giải thích lý do vì sao mà nó lại tỷ lệ tử vong tăng lên. chỉ là thấy hiện tượng như vậy thôi. Để thấy em đọc lên thì tập trung vào cái nhóm chất tiết thôi, để đến cái nhóm, nhưng mà trong cái nhóm bệnh nhân lớn sọ não thì cái số lượng bệnh nhân nó không phải lớn. Có thể là nghiên cứu nó một là nó lâu rồi, thiết kế nó cũng chưa được chặt chẽ. Tôi nghĩ là thực ra albumin nếu như mà mình truyền mà đúng mà đầy đủ thì nó cũng tốt hơn cả những dịch keo khác. Cái chính là mình không dùng albumin, lý do chính là đắt tiền. Và nếu như mà so sánh với cái giá trị về mặt hồi sức huyết động ấy, về mặt duy trì được cái huyết động thì nó chẳng khác gì cả. Nó là dịch keo, nó cũng nằm trong lòng mạch từng đấy thời gian, đúng không? Và nó cũng bán thải, nó cũng giống như vậy, khả năng duy trì huyết áp nó cũng lâu như thế. Thế thì giữ albumin và ví dụ hesterin chẳng hạn, hoặc albumin so với cái gelatin chẳng hạn, thì cái giá trị về mặt hồi sức nó mới đáp là. Nhưng mà sở dĩ người ta không dùng albumin là vì nó đắt tiền, mà nó không thay đổi gì nhiều về mặt hồi sức. Nhưng về mặt outcome ấy, thì đúng là mình cũng chưa có một cái nghiên cứu gì nó dài hơi để mình hiểu được là tại sao những ông nào mà sọ não mà dùng albumin thì nó lại tăng tử vong. Vì đa số những bệnh nhân sau khi mà mình hồi sức xong ấy, thoát khỏi cái lúc nguy hiểm rồi thì thử albumin bao giờ nó cũng thấp, vì pha loãng máu. Cái đấy là cái mà dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề về phù phổi, phù kẽ, rồi là tăng cái yếu tố nguy cơ khác. Cho nên là sau đó thì bao giờ mình cũng hay chỉ định albumin mấy ngày đầu. Câu hỏi của bạn là trong cái tình huống viên dùng canxi cũng vai trò rất quan trọng đông máu. Quá trình khác đông máu thì có nghiên cứu nào định lượng và bù với canxi vâng trên lâm sàng rất hay. Đúng rồi,
cái canxi nó cũng tham gia vào cái dòng thác đông máu rất là nhiều. Và trong những cái bệnh nhân mà bệnh nhân chấn thương sốc mất máu mà mình phải truyền nhiều máu thì trong trong cái túi bảo quản đấy nó cũng có si chát, nó cũng làm giảm cái canxi máu rất là nhiều, nên thường là những bệnh nhân sốc mất máu và truyền máu nhiều thì mình cũng bù cả canxi nữa, và mình kiểm tra xem là điện giải canxi nó như thế nào mình bù. Tuy nhiên là ở những cái bệnh nhân mà suy gan hoặc là suy gan là người ta không chuyển hóa được cái si chát nhanh ấy thì cái đấy nó có quan trọng hơn. Còn những cái bệnh nhân mà chức năng gan bình thường thì nó chuyển hóa si chát chỉ khoảng mất khoảng 46 phút thôi mỗi cái túi máu ấy thôi, nên là nó cũng ít ảnh hưởng đến canxi hơn. Tuy nhiên là em thì cũng chưa đọc kỹ về cái... Vâng. Thực ra là trên lâm sàng thì vẫn khá là bù khá là nhiều, nhưng mà về đọc kỹ về cái canxi thì em cũng chưa có đọc kỹ. Theo tôi thì cái canxi cho trong cái thời điểm mà sốc như vậy nó cũng có một vài những ưu điểm. Ngoại trừ về đông máu ra nhé, thì canxi cũng là một cái mà tăng có protein, cũng có thể làm duy trì được huyết động nó ổn định hơn. Đấy là chưa kể mình còn dự phòng được cái chuyện mà hạ canxi về sau, đúng không? Khi mà truyền máu vào thì đương nhiên là canxi nó còn giảm thêm tiếp. Thì khi mình dùng canxi như vậy, mà canxi mà nó cao thì không nguy hiểm. Canxi cao không nguy hiểm, giống như kali. Kali mà cao thì có thể ức chế cơ tim rồi ngừng tim, vặn nhịp. Nhưng canxi cao thì còn bảo vệ được cơ tim, đối kháng với kali. Nên ra là nếu mà cho thì không chuyển liên quan đông máu ấy, đúng không? Cái còn về mặt này đấy thì chưa tìm hiểu kỹ. Có một cái ngoài canxi ra thì cái axit transamin cũng là một cái tốt để làm chống được cái tiêu sợi huyết, đúng không? Làm cho cái cục máu đông nó bền vững hơn thì cái chảy máu nó sẽ được kiểm soát tốt hơn. Thì bây giờ cái axit transamin ngày xưa ấy, khi bọn tôi còn học nội trú thì thầy khoa phản đối lắm, không thích cái transamin, vì thầy cũng biết là nó là tiêu sợi huyết, tức là không biết là nó bệnh nhân đang nằm trong cái gì. Nhưng nếu như mà bệnh nhân đang nằm trong cái nhóm mà đang có tăng cái tiêu sợi huyết thì đương nhiên là phải cho rồi. Nhưng nếu mà mình cho lúc mà chưa có cái đó thì lại thành thừa. Nên là thầy cũng muốn là phải có một cái bằng chứng. Nhưng mà bây giờ thì thực ra các nguyên nghiên cứu theo gọi là y học bằng chứng thì thấy rằng nó cải thiện được cái outcome rồi. Cái chỗ mà dùng cho em mà giảm tỷ lệ mất máu 85 ml đấy. Có cái slide đó thì trừ một bệnh nhân không mất máu thì 85 ml mới chẳng là gì. Vâng, cái đấy thì quan trọng hơn đấy là cái Rotem, cái nghiên cứu ấy nó có hướng dẫn là dùng Rotem mình giảm được lượng máu chuyển đi bao nhiêu không? Thực ra là cũng có một số nghiên cứu nó giảm được tỷ lệ máu truyền nhiều hơn, nhưng mà tự nhiên này em lại chọn là một có một cái con số nào đó để nó khách quan thì em lại tìm thấy một cái nghiên cứu ở con số nó lại hơi nhỏ. Vâng. Ra thì cái ý nghĩa của cái Rotem ấy thì theo như em nhớ ngày xưa cái công ty Rotem mà nó vào giới thiệu ở Việt Đức năm 2016 thì người ta nhấn mạnh đến cái yếu tố là thời điểm, tức là chỉ cần 10 phút thôi, Rotem chỉ cần 5 đến 10 phút đầu nó sẽ cho ra một cái hình dạng co cụt máu, nó sẽ đo được cái hệ số vắc rồi đo được cái độ dốc, thì nó sẽ định hướng được là bệnh nhân đang rối loạn đông máu do cái gì. Mà mình không cần phải chờ từ 40 tiếng phút đến 1 tiếng rưỡi để mình chờ đông máu cơ bản. Đông máu cơ bản là 40 phút nếu mà đi lab tốt. Thế thì nó có ý nghĩa về cái mặt thời điểm cân nhắc cho truyền các cái chế phẩm, đúng rồi, cho bệnh nhân. Thế còn về tiên lượng vong rồi các cái thể tích máu truyền rồi các thứ thì hầu như là không có khác biệt lắm. Bởi vì dù sao thì nó vẫn ra chung một cái kết quả như thế thôi. Rối loạn nội sinh, rối loạn ngoại sinh do giảm và do tăng tiêu sợi huyết hay giảm fibrinogen hay giảm tiểu cầu mình có thể nhìn thấy. Tuy nhiên thì có một số những cái mà mình không nhìn thấy được. Ví dụ như là giảm tiểu cầu thì là do giảm số lượng hay là giảm chức năng, chất lượng hay là giảm cả hai. Đấy, tức là rất là nhiều những cái mà Rotem nó khác biệt so với cái là
Thế thì cái mà mình đang bị hơi nhầm đó chính là cái Roten thì khi mà mình chỉ định thì mình vẫn đợi cái thời gian mà nó chạy hết cái biểu đồ qua cục máu, thì khi mà chờ được cái biểu đồ đấy chạy xong thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Tức là nếu như mà mình không chờ trong khoảng 10 phút đầu thì cái thời điểm mà mình sử dụng Roten, cái kết quả Roten thì nó cũng sẽ không khác biệt so với cái thằng sử dụng kết quả đồng máu cơ bản. Thì nó khác mỗi cái đồng máu cơ bản cho kết quả nhanh trong 10 phút đầu thôi. Thế còn lại thì nó không có gì khác. Nhanh 1 phút quan trọng đến 10 phút. Thì ý nghĩa của nó là như vậy. Thì cũng có một cái tổng quan nó đưa ra là test Roten nó giảm nhu cầu truyền máu, nhưng mà em chưa xem kỹ là giảm bao nhiêu. 12.4 đơn vị đấy là cái một cái khác, và một cái hồi cứu hơn 1.000 bệnh nhân thì đấy là cả cái chiến lược chuyển kiểm soát tổn thương, nó giảm nhu cầu truyền máu từ 12.4 đơn vị, chứ không phải là nó nói riêng về test Roten. Còn test Roten thì như anh Đức nói là nó nếu muốn nó có ý nghĩa thì nó phải là một cái point of care, có nghĩa là nó đặt cái máy đấy ở cạnh phòng mổ luôn, là mình lấy máu toàn phần của bệnh nhân mình ra, mình chạy khoảng 10 phút nó có kết quả, mình xem là nó hướng dẫn mình chuyển cái gì thì mình lĩnh cái đấy về luôn. Chứ còn nếu mà đẩy lên phòng lab thì nó cũng không khác gì động mẫu bình thường. Các bạn có ai hỏi chị trên không? Theo anh còn nói trong cái chiến lược hồi sức kiểm soát tổn thương theo cái phác đồ này thì hồi rất đúng là kết quả chỉ nhận đến truyền với cả máu huyết tương hình cầu, thì từ đầu chỉ để duy trì cái huyết áp mục tiêu ở mặt đồ ta, thì nếu mà sau khi đầu mình vẫn chưa để gửi được cái huyết áp mục tiêu như thế thì mình có nên dùng vận mạch từ lúc đầu hay không, khi nào nên dùng và nên dùng cái thuốc gì trong cái phác đồ này, người ta có có cái khuyến cáo này, nó có nói về vận mạch, đấy là mục tiêu huyết áp như như khuyến cáo như lúc nãy 80-90 và hạn chế dịch tinh thể. Nếu như không được thì mình có thể dùng vận mạch. Vận mạch đầu tiên người ta đưa ra vẫn là noradrenaline, và cái khuyến cáo này nó có nói về cái vận mạch đấy, về có thể đọc thêm làm đề tài về khuyến cáo, làm đề tài về sốc trên mất máu thì phải đọc cái này rồi. Người ta sẽ hạn chế được cái dịch truyền nếu như mình dùng no nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Hơn là cứ chảy cái đấy thì nó không nói rõ. Nó nói là nếu ban đầu truyền dịch mà vẫn không đạt theo các mục tiêu ở cái mức cái chiến lược truyền dịch hạn chế thì mình sẽ có thể sử dụng no. Khuyến cáo người ta cũng chỉ mức độ 2B gì đó, hay không có khuyến cáo bằng chứng mạnh nào, không khuyến cáo mạnh nào. Trước đây thì cái noradrenaline là một cái thuốc co mạch mà hết sức hạn chế khi mà sử dụng trong trong hồi sức, trong chấn thương. Thời mà bọn tôi mà đi học nội trú thì những cái trường hợp nào mà chấn thương mà dùng noradrenaline thì phải báo cáo với cột mục có được phép dùng hay không. Và nếu như mà không báo mà cứ dùng là sẽ bị treo ống. Và tôi cũng bị treo rồi đấy. Đợt đấy là cũng dùng adrenaline, tôi thấy kính là trực ở cột 1. Nó cũng vì là đêm hôm không kịp hỏi nên là cũng sáng sau giải thích không nổi, nên đâm ra là bị phạt. Cái lý do rất đơn giản thôi là thầy nói rằng là anh đã chứng minh được anh bù đủ dịch chưa. Nếu như mà không bù đủ dịch mà ông dùng noradrenaline thì co mạch thận rất mạnh, thậm chí dẫn đến suy thận. Và mình đang sợ rất là suy thận, suy đa tạng. Mà thận là một cái tạng mà cũng khá là quan trọng. Nếu như mà thận mà suy thì đương nhiên là rất nhiều những rối loạn, vừa toan chuyển hóa này, vừa tăng kali này, đủ mọi thứ. Thật ra nếu như mình không có một cái bằng chứng gì để khẳng định được là bệnh nhân đã đủ dịch rồi thì không được phép dùng vận mạch. Nhưng mà sau đó thì thấy rằng là có một số những cái đối tượng nếu như mà không dùng vận mạch thì sẽ có thể sẽ tử vong. Ví dụ như bệnh nhân mà có một cái huyết áp tâm trương mà quá thấp thì sẽ không đủ từ máu vạch.
mà mình không đủ thời gian để mình chờ chuyển dịch cho nó đủ được. Thế nên là lúc đó buộc phải dùng các cái thuốc co mạch rất là sớm. Nó có những con số về về cái chỉ số huyết áp tâm trương ấy. Tâm trương mà quá thấp là anh không được phép duy trì cái đó quá lâu. Đấy là chưa kể những bệnh nhân mà cao tuổi rồi, bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch cũ ấy, mà mình cứ chờ bù đủ dịch, lượng đủ lớn, đủ nhanh ấy, thì đương nhiên là cái tim nó không thích nghi nổi, có thể sẽ phù phổi còn chết nhanh hơn. Cho nên là cái việc mà rõ ràng là cái việc mà dùng noradrenalin tôi thấy cũng phải hết sức là lâm sàng, khó đưa vào khuyến cáo được. Không thể nào với cái con số huyết áp như này mà nó không thể là khuyến cáo nào cần chung. Không thể nào nó chi tiết đến mức độ là bệnh nhân bao nhiêu tuổi, bệnh nhân huyết áp như nào thì dùng như nào, đúng không? Nó phụ thuộc với rất là vào cái kinh nghiệm lâm sàng. Và đương nhiên là cái khi anh dùng noradrenalin thì đương nhiên là anh phải tương đối đảm bảo cho dịch bù tương đối rồi. Nếu mà bệnh nhân bù không đủ dịch mà dùng co mạch mạnh quá là có thể nguy hiểm, giảm cái tưới máu thận. Đây là vấn đề khá là quan trọng. Tất nhiên là mình có nhiều võ, mình vừa dùng cả thuốc co mạch, vừa dùng cả lợn hạng. Nhưng mà bệnh nhân mà đái tiểu niệu hoặc là đái vô niệu thì, hoặc là mình lại có cả lọc máu các thứ nữa. Nhưng mà đây cũng là cái cũng cần phải tìm hiểu thêm một chút. Trong đây có nói có cái này thì nó nói về cái thuốc co mạch đấy là như thầy nói là ngày trước thì người ta rất hạn chế dùng no, bởi vì có những cái nghiên cứu dùng noradrenalin gây tăng nguy cơ suy tạng như là không cải thiện mức độ tử vong. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu đấy thì khi nào người ta dùng no, đó là huyết áp, người ta cho huyết áp tâm thu dưới 90 là tụt huyết áp và người ta bắt đầu dùng no. Tuy nhiên là cái sau người ta ở cái khuyến cáo này thì người ta bảo mức huyết áp của mình là dưới 80 cơ thì mình mới bắt đầu dùng no. Thì người ta cũng khuyến cáo ở cái mức huyết áp thấp hơn, nếu như mà mình bù dịch rồi, mình bù máu rồi mà huyết áp vẫn không đạt thì mình cố dùng no để duy trì cái huyết áp tối thiểu để tưới máu tạng. Thì có vẻ là ở cái mức thấp hơn mình dùng no thì nó ok hơn. Còn ngày trước thì nó làm tăng cái tỷ lệ suy tạng hơn. Nhưng mà bởi vì cái bản thân cái sốc nó đang giảm tưới máu tổ chức, cái lưu lượng tim cũng giảm, rồi là cái hemoglobin cũng giảm, bây giờ lại dùng một cái thuốc co mạch nữa, tức là nó chẳng còn gì nữa để đến tạng nữa, lấy cái gì để mà thấy rằng là cái giá trị của nó, tạng không được tưới máu, nó chỉ được mỗi một cái con số về mặt huyết áp thôi, đúng không? Huyết áp ra còn chấp nhận huyết áp thấp tương đối thôi mà. Câu hỏi cũng khá lớn nhưng mà không có một cái câu trả lời nó thích đáng. Quay hỏi thêm gì không? Alo ạ. Ừ, xin mời. Vâng, em là thầy. Em xin có một vài ý kiến về chủ đề của bạn là danh. Rồi. Vâng. Về cái hồi sức sốc mất máu thì thực tế là bản thân em cảm nhận thấy thì nó quá phụ thuộc vào lâm sàng, tức là những cái mà bạn Danh đưa ra thì rất là đúng, đã có bằng chứng xác định rồi. Tuy nhiên là khi mà mình vào một ca lâm sàng thì cái đấy nó chỉ là định hướng cho mình để xử trí thôi, chứ còn mình không thể dựa hoàn toàn vào những cái khuyên cáo đấy được, bởi vì là bệnh nhân, cái tình trạng bệnh nhân nhiều khi nó rất phức tạp. Ví dụ một trong những cái phức tạp đấy là về cái đích hemoglobin chẳng hạn, thì khi bệnh nhân vào với mình nhiều khi là trong trường hợp là hemoglobin nó đủ hoặc thậm chí là nó không quá thấp, tuy nhiên là nó thiếu thể tích tuần hoàn, lúc đấy thì mình cũng phải suy nghĩ đến việc là lựa chọn dịch cho bệnh nhân. Thì lúc đấy dịch em lại nghĩ là dịch tinh thể nó phù hợp hơn là so với những cái loại dịch khác. Với cái đích hemoglobin 7 đến 8 thì nó chỉ đúng trong trường hợp là bệnh nhân đủ thể tích tuần hoàn thôi. Còn như trong trường hợp bệnh nhân vẫn đang thiếu thể tích tuần hoàn thì mình không thể coi như thế là đủ được. Thứ hai đấy là về cái chiến lược dùng mạch thì em cũng thấy rất nhiều khuyến cáo là nó khi dùng sớm thì hồi sức gọi là hồi sức đông máu. Thế thì hồi sức đông máu thì có một cái nữa, cái này em cũng chưa tìm hiểu rõ nên em muốn hỏi bạn Danh, đấy là về cái máu toàn phần, tức là không phải hồng cầu khối, không phải plasma hay là
hay là khối tiểu cầu mà là máu toàn phần. Em thấy thì cũng một số tài liệu cũng đề cập đến vai trò máu toàn phần khá là tốt. Với lại một số ý nữa muốn làm rõ đấy là về cái việc chuyển dung dịch cân bằng hay là dịch NaCl trên ACL thì cũng rất nhiều, tức là về sinh lý học thì mình cũng nghĩ là bệnh nhân tăng kali hoặc là suy thận thì mình nên chọn cái dung dịch NaCl hơn. Nhưng tuy nhiên là về bằng chứng thì họ lại thấy là cái dịch cân bằng thì nó cũng thì nó có vẻ là có ưu thế hơn trong những trường hợp đấy, tức là nó cũng không làm tăng nồng độ kali của bệnh nhân, thậm chí nó làm giảm nồng độ kali tương đương với lại NaCl và nó sẽ duy trì cho bệnh nhân cái nội môi tốt hơn. Về cái nghiên cứu xếp mà sử dụng albumin ấy, thì cái nghiên cứu này họ dùng albumin 4%, tức là nó dùng cái albumin và tương đương với lại nồng độ sủng tố huyết tương chứ không phải là dùng albumin 20% như mình. Và cái thứ hai là cái phân tích kết quả của nhóm bệnh nhân chấn thương sọ não thì nó phân tích trong vòng 28 ngày, nó sẽ bị nhiễu khá nhiều. Và đấy là số ý kiến của em ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Tư. Có khá nhiều thông tin mới đúng không? Liên quan đến máu toàn phần. Vừa rồi là bạn nói rằng là truyền máu theo gọi là các cái chế phẩm mà nó khá là lọc sẵn rồi. Bây giờ là máu toàn phần, nó cả ba thứ thì như nào? Hai là cái dịch tinh thể cân bằng với không cân bằng. Thì cân bằng đôi khi nó lại tốt hơn mặc dù nó có kali đúng không? Đến thứ ba nữa liên quan đến cái gì nhỉ? Cái albumin đúng không? Albumin thì đúng là tôi cũng thấy cũng đúng, bởi vì là lính tính cái thời gian ao căng nó quá dài như vậy mà bệnh nhân riêng cái sọ não thì có nhiều vấn đề lắm. Nó quá nhiều những cái tổn thương thứ phát liên quan đến thiếu oxy, thừa CO2 rồi đủ mọi thứ chứ không phải là chỉ riêng mỗi truyền dịch. Nên thì để mà khẳng định được albumin nó không tốt cho hồi sức sọ não thì cũng không thể nào mà nói ngay được, phải cần cả một cái nghiên cứu mà nó thiết kế được cẩn thận hơn chứ không thể dựa vào nghiên cứu đơn sơ đấy mà mình khẳng định. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng albumin nó vẫn tốt, trừ trường hợp mà mình quá nhiều tiền, ít tiền thôi. Nếu mà ít tiền thì đương nhiên là phải dùng một loại khác. Nếu mà có đủ tiền thì mình cứ dùng cái đó tốt chứ. Nó có chống chỉ định gì đâu. Lại không gây sốc phản vệ, ít gây phản vệ, ít gây dối loạn đông máu hơn. Về hai câu hỏi trước thì em... Em xin phép trả lời. Thứ nhất là về máu toàn phần thì em cũng đọc các tài liệu thì cái vấn đề của máu toàn phần đấy là gì? Thứ nhất là nó có nguy cơ bị phản vệ nhiều hơn. Thứ hai là cái bảo quản khá là khó khăn và thời gian bảo quản chỉ khoảng được đâu đó 4 ngày. Nên là khá là khó có máu toàn phần để sẵn sàng để truyền cho một cái đơn vị máu cho bệnh nhân thôi. Còn cái ưu điểm của nó thì nó cung cấp hồng cầu, huyết tương cũng như tiểu cầu một cách rất đầy đủ. Và nó không giảm các yếu tố đông máu hơn. Bởi vì thực ra những cái plasma tươi đông lạnh hoặc là những cái khối hồng cầu người ta bảo quản trong cái thời gian kéo dài thì cái yếu tố đông máu sau cái thời gian bảo quản của cái plasma tươi ấy, nó giảm đi khá là nhiều. Ở đây thì em không ghi vào nhưng mà em đọc có những cái yếu tố nó giảm từ 50-70% ở cái plasma tươi. Em không nhớ rõ là yếu tố mấy. Nhưng mà máu toàn phần thì thực sự là nó tốt hơn mình truyền từng cái thành phần một của máu. Nhưng mà những cái nguy cơ của nó đem lại thì nó khá là nhiều nguy cơ và cái bảo quản nó cũng rất là khó khăn để liệu mà mình có thực hành được hay không thôi. Còn cái vấn đề về dịch tinh thể với dịch cân bằng với natri clorua thì lúc nãy em nói cũng trình bày qua rồi đấy, là rất nhiều nghiên cứu nó so sánh giữa ranh gen lactate và natri clorua thì ranh gen lactate nó làm giảm kali máu hơn so với natri clorua ở bệnh nhân suy thận, nên là mình cũng không quan e ngại lắm cái 50 mmol natri 50 mmol kali trong cái dịch tinh thể cân bằng, nếu mà có thì mình vẫn dùng. Đúng rồi, cái máu toàn phần thì tôi thấy nó cũng có hai cái loại. Một loại là đã được bảo quản được mấy ngày đấy, thì đương nhiên thời gian bảo quản mà nó càng dài thì nó sẽ có các cái bạch cầu nó bị hoại tử, thoái hóa, được gây ra dị ứng rồi là phản vệ các thứ nhiều hơn. Đấy là chưa kể yếu tố đông máu nó cũng giảm đi,
nhiên nếu máu thành phần mà vừa lấy xong mà truyền ngay thì cũng tốt, đúng không? Lúc đó thì các cái thành phần còn đang đầy đủ hết tất cả, lúc đó bệnh nhân đang thiếu cả ba, đúng không? Khi mà truyền một cái máu toàn phần mà mới, tức là xong một thời gian mà mấy tiếng vừa lấy xong từ người cho máu mà mình truyền luôn thì cũng không vướng gì cả. Nhưng mà cái mà ra truyền theo cái thành phần như này là vì là cái liên quan đến bảo quản thôi. Bởi vì không thể nào bảo quản được mấy máu toàn phần lâu quá lâu được. Nhưng mà từng thành phần một, hồng cầu khối hoặc là plasma hoặc tiểu cầu thì thời gian bảo quản nó sẽ đủ lâu, và lúc đó thì khi cần một số lượng lớn thì mới có chứ. Không thể nào mà có được một cái máu toàn phần lớn trong thời gian ngắn được. Bạn Tư có comment gì thêm không? À vâng ạ. Vâng, em vâng, cái mong muốn duy nhất của em đấy là đưa được cái vai trò của máu toàn phần vào để mình hiểu được là cái ý nghĩa của nó thôi. Vì là đúng là bây giờ thì các cái vấn đề về bảo quản và sử dụng nó còn nhiều tức là còn rất nhiều vướng mắc, tuy nhiên là nó cũng là cái định hướng để mình sử dụng trong sau này khi mà các cái công nghệ bảo quản nó tốt hơn thì mình nên có cái nhìn trước về nó. Dạ, thế rồi ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Thầy Phương có trong nhóm không? Thầy Phương có ý kiến gì không? Thầy Phương ơi. Các bạn cao học rồi là chuyên khoa ngồi nghe có ý kiến gì thêm không? Tôi thấy cũng khá nhiều. Chuyên khoa 1 rồi là cao học 31. Có ai có ý gì hoặc câu hỏi để cho báo cáo viên không? Có vẻ không ai có ý kiến gì đúng không? Có lẽ là tôi thấy alo. Thầy ơi, em chỉ xin có ý kiến là những nhiều bạn có ý kiến rất hay nhưng mà không hiểu sao cái đường truyền nó kém hay thế nào ấy ạ. Rất là khó nghe. Vâng ạ. Khó nghe nếu mà có câu hỏi gì thì cứ để gửi qua cái phần chat đấy. Có không? Tôi thấy không biết là bài hôm nay có file ghi lại không vậy? Hôm nay thì chắc là chưa kịp ghi lại, nhưng mà cái slide thì khả năng sẽ có. Bác sĩ Danh sẽ cho những cái đưa lên nhóm cũng được. Đưa lên cái nhóm của các bác sĩ này, mọi người quần đao về để xem thêm. Rồi nếu không ai có ý kiến gì thì tôi thấy... Thầy Thắng ơi, thầy Thắng có ý kiến gì thì thêm không? Thầy Minh. Vâng ạ. Vâng, thực ra thì hôm nay tôi thấy là rất sôi nổi. Vì cái chủ đề nó cũng rất là có vẻ là thiết thực và rất là gần với cái thực tiễn chúng ta thực hành. Thì các bạn cũng đã có trao đổi với thầy rất cái buổi hôm nay, tôi cho là rất là thành công. Có một cái mà cuối cùng là mình cũng phải nhìn lại với nhau là sau tất cả những cái can thiệp, sau tất cả những cái bằng chứng, cái hướng dẫn, thì cái cuối cùng mà chúng ta phải quan tâm là những cái đích hồi sức trên lâm sàng là phải đạt được. Mục tiêu là như thế. Thì cái người làm lâm sàng thì luôn phải bám sát, đánh giá bệnh nhân, đánh giá đi đánh giá lại sau mỗi cái can thiệp, rồi là sử dụng các cái kiến thức một cách hợp lý nhất trên một bệnh nhân cụ thể. Thì cái đấy thì giữa cái kiến thức với cái đưa vào trong thực tế thì tôi thấy cũng còn khoảng cách. Thế bản thân ta hàng ngày vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, kể cả thầy cả trò thôi, để cái chuyên ngành có thực sự mạnh rồi các khẳng định được cái vị trí tư thế của mình thì cũng chính là từng cái thành phần một trong cái vị trí làm việc chúng ta thể hiện. Còn riêng cái chấn thương thì tôi nghĩ là một cái đặc sản của các bác sĩ gây mê hồi sức, thành ra chúng ta phải nắm rất là vững mọi cái kiến thức, ngay cả điều trị đấy, áp dụng cái đích đấy, cái đông máu trên lâm sàng như thế nào là cái câu trả lời cuối cùng. Các cái đích như nước tiểu, như là chi giác bệnh nhân, như là cái khí máu các thứ thì nó sẽ quyết định, nó nói lên tất cả. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng phải còn rất mong là với nội chú thì cái việc tìm hiểu một vấn đề mà đi sâu xuyên suốt từ bằng chứng đến thực tiễn rồi đến những cái bàn luận, kể cả những cái case study, tôi nghĩ là trên lâm sàng ấy, có lẽ là thầy Bình cho theo cái hướng là hàng tuần sẽ cái ca đặc biệt nào đó đấy, chí ít là ở các cái cơ sở khác nhau chúng ta đều có thể có, thì các bạn đi ở vị trí nào thấy cái ca đấy thì chúng ta sẽ phải đưa ra và tìm hiểu để trình bày, thì cái đấy nó có lợi ích rất nhiều cho anh em. Thế còn về tổ chức thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí hôm vừa rồi đấy, thì có lẽ là chúng ta làm hẳn một cái
cái ghi âm lại, cái ghi âm thì nó có cái nút ghi trên phần room rồi, ta ghi lại cái nội dung đấy và sau đấy có thể cho nhiều cái đối tượng họ có thể tìm hiểu, rồi là trong cái nhóm nội bộ của chúng ta có thể truy cập sau này hoặc là tạo cho các đối tượng khác cũng tốt, thầy Minh ạ. Vâng ạ, tôi... vâng. Vâng, cảm ơn thầy Thắng. Vâng, biết là thầy bận trăm công nghìn việc, nhưng mà mỗi một lần có sinh hoạt nội trú thì mời thầy bút chút thời gian để tham gia cùng với các bạn, vì nói thật tôi cũng cầu học vâng. học thầy Minh ạ, tức là nhiều khi mình cũng tham gia không bình luận gì nhưng mà cũng đã thấy rất nhiều kiến thức của như này. Cảm ơn thầy. Dạ vâng, cảm ơn thầy Thắng. Cảm ơn các bạn nội trú có một buổi ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.